Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người. Một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Ôi không, không may. Đừng lo, ba sẽ giúp con. Thứ gì đây? Đây ạ.
con yêu. Xong rồi đây. Bà tốt hơn nhiều rồi. Nhìn này em, hãy xem ô tô của anh. Ô không may ba ngã rất đau. Để bọn con giúp ba đừng lo. Mình hãy bao vết thương cho ba nào. Ôi, ba có sao không? Không sao đâu ba yêu. Chúng ta sẽ bôi thuốc lên. Và đã xong. Hãy subscribe.
Loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương, con hãy mau chọn màu nước ép nào. Mẹ ơi, màu xanh lá thật thích, màu xanh lá nào, con hãy tìm màu xanh lá. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này, màu đỏ, này, màu vàng, xanh lá, xanh dương, con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương thật thích, màu xanh dương nào, con hãy tìm màu xanh dương. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương, con hãy mau chọn màu. Chuối này màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này, màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương, mẹ ơi hãy mau chọn màu nước ép nào. Cam này màu da cam. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nước ép trái cây thật là ngon. Cá thật nhiều màu sắc. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc
nào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đã là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay! Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi ạ. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Đi giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Răng của mình. Ôi chết răng, làm sao thế này, lung lay mất rồi. Hãy giúp con thấy rất sợ. Chiếc răng làm sao thế này?
nếu chúng ta trượt ngã thì nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh. Ôi không không, con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ, hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Không, em ngã rất là đau. Ô tô sao lại ở đây? Không sao đâu mà đi khóc nhé con, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng. Con muốn con yêu. Nào con yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vâng ạ. Nào con yêu ơi, các con sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có biết bao nhiêu những món quà. Cùng yêu cho rất vui, hãy chơi nào để giành lấy những phần quà kia. Vâng ạ. Bạn có muốn thử ném phi tiêu không? Tuyệt! Bạn sẽ nhận được quà. Yeah! Nào con yêu, chúng ta hãy ngồi vòng quay. Đừng lo nha, con đã có mẹ ở đây. Con thấy không, anh với chị cười đùa rất vui, không sao mà đừng sợ nhé, chúng mình cùng chơi. Hãy tìm một trò chơi mới nào. Ngồi lên xe, chúng ta cùng nhau.
hãy bắn vào những chú vịt xem bạn có may mắn không nào. Ba bắn đây. Xem ba giỏi chưa này. Không đâu, con mới là giỏi nhất. Hoa khô về chung. Cả nhà ta hãy mau lên đoàn tàu thôi. Mời tàu kêu lên, chúng ta bắt đầu đi. Hãy hát ca vang lên nào. Đoàn tàu tiến nhanh rất vui này, thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Giỏi lắm, đây là phần thưởng của anh. Yeah! Thật là vui, chúng ta chơi cầu trượt thôi. Đừng lo nhé, con đã có ba ở bên. Chúng ta mau chơi các con à. Trượt cầu trượt rất vui, thật là tuyệt vì chúng ta ở bên nhau. Đó là cảnh sát và lính cứu hỏa thật đấy. Khi lớn lên, con muốn trở thành gì nào? Xin chào mọi người. Chào bạn nhỏ. Chào người bạn nhỏ. Bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ trật tự ở trên những con phố. Bé yêu có muốn giống như cảnh sát không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Lại đây với cô, bé John. Cô sẽ cho cháu xem những thứ thú vị nhé. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết người lính chữa cháy tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ mọi người khi có đám cháy. Bé yêu có muốn giống như lính chữa cháy không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Thấy chưa? Trở thành lính chữa cháy, cháu sẽ rất là ngầu. Bé John, cháu thấy bộ đồng phục của chú có đẹp không nào? Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Coi cùng bộ đàm và rùi cui nữa nhé. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Bây giờ hãy xem đồng phục chữa cháy của cô nhé. Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết lính chữa cháy tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Còi đèn và rìu, bình oxy cùng bộ đàm. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Cháu thấy thế nào, bé John? Bây giờ chú sẽ cho cháu xem điều này. Cháu sẽ rất thích đấy. Nhìn này bạn nhỏ, bạn có muốn biết hãy xem cảnh sát sẽ có những gì? Nào mình cùng nhớ
nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên bé yêu sợ này. Giờ cô sẽ cho cháu xem thứ khác tuyệt hơn nhé. Nhìn này bạn nhỏ, vòi phun nước đây, cùng với chiếc thang ở trên xe bé yêu xem này. Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên đi chưa chạy nào. Khẩn cấp, khẩn cấp. Đi làm việc thôi. Xin lỗi nhé bé John, có nhiệm vụ khẩn cấp, cô chú phải đi đây. Tạm biệt. Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Vậy, con muốn trở thành ai nào?